Báo cáo quý vị, hôm nay tối ngày 2 tháng 11, 2018, đầu gỗ Đức Hiền chuyển về thôn Bơ Cầu, xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Đây cho anh chị ở đây. Đây anh chị chủ ở đây nhá. Báo cáo quý vị, đây là ai ạ? Quý vị ở qua quan sát mặt đấy. Đấy, anh chị đang ngồi đây. Báo cáo quý vị đây. Đây là đây clip đây. Đừng quay lên đừng quay lên xem để mua, cũng tham khảo để mua một cái của chúng tôi. Mà chờ các quý vị về cơ sở đầu gỗ Đức Hiền của chúng tôi, hàng trăm, rất là nhiều đồ, hàng trăm đồ gỗ tất cả. Các bác còn sọc với kệ với sọc với các thứ đấy, một tàng hiểu bảo mấy cái mua tiếp. Hàng trăm các thứ khác trên cơ sở đầu gỗ Đức Hiền chúng tôi rất là ở thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Mỹ Xuyên, thành phố Hà Nội. Ông vừa nay phải bộ loa đài như năm mấy triệu vậy. Ông bảo cái bố của ở đây là dạ. Không, không mua được. Không, không cho ông mua được. Không cho ông. Đấy, ông cứ chạy vậy. Đấy, con cái có tiền cứ xong. Năm nay ông cứ có hành mấy, hành 21, 21. 21. Làm gì ạ? Cho bên Nhật, cho đang bên Nhật. Bên Nhật có tiền nhiều vậy nhỉ? Bên Nhật thì cứ sắm thoải mái đi. Cái tiền yên nó khác với cái tiền Việt. Tiền đô đấy. Quân thì tiền luôn. Đây là mấy cái bộ loa là gì á? Đồ gỗ Đức Hiền trân trọng quý khách đã ủng hộ đồ gỗ Đức Hiền, trân trọng cảm ơn, trân trọng cảm ơn.